Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 204 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Nếu cái vị cố thông lĩnh kia lấy được chiếc lông vũ, chỉ cần thừa kế truyền thừa trong đó, cộng thêm việc tu hành thì có thể quay trở về nơi này. Dù sao thế giới này cũng là quê hương của nàng. Một người rời xa quê hương còn trở lại vẫn dễ dàng hơn việc người tha hương đi tìm kiếm trong thế giới rộng lớn. Đa tạ thụ vương tiền bối khuyên bảo, ta sẽ ở chỗ này chờ hắn trở về. Đại dung thụ vương còn một nỗi lo lắng âm thầm còn chưa nói ra, đó là nếu như Lý Thanh Sơn rơi vào một thế giới ngang hàng với Cửu Châu thì tốt. Nhưng nếu rơi vào một tiểu thế giới, sợ rằng lập tức sẽ bị thế giới kia bài xích mạnh mẽ, gặp phải họa sát thân. Ví dụ như một ma đế cưỡng ép tiến vào Cửu Châu, cũng không cần bất kỳ người nào ra tay, nhất định sẽ bị thiên địa sấm sét bóp cổ. Đây là quy luật cơ bản của các thế giới. Hơn nữa, khả năng này rất cao. Dù sao trong 3.000 thế giới này, số lượng tiểu thế giới quả thật rất nhiều. Hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Trong một thế giới không tên, lúc này bầu trời cũng đầy sao. Núi sông nhấp nhô, sông lớn mênh mông, tựa như không có gì khác thường. Chỉ là so với Cửu Châu thì mọi thứ ở đây đều nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, con chim sẻ tinh nhỏ bé nhưng lại có đủ ngũ tạng. Ngoài trừ cảnh sắc sông núi, còn có thành quách của loài người. Ngay cả những chiếc đèn lồng dài rác cũng không thể chiếu rọi hoàn toàn cung điện. Các loại công trình huy nga lộng lẫy đều chìm trong bóng tối. Một người đàn ông trung niên uy nghiêm chắp tay sau lưng đi xuyên qua cung điện. Tất cả thị vệ và cung nữ dọc đường đều cúi đầu quỳ xuống đất hô to: "Minh chủ vạn phúc!" Người đàn ông không hề để ý tới, vội vàng đi tới một tòa lầu cao trăm thước, tung người nhảy lên, dưới chân bốc lên một cơn gió lốc, đi tới đỉnh của tòa lầu cao. Ngoài thành 10 dặm có một ngọn núi nhỏ, trên núi có một đạo quán. Hai ông lão tình cờ nhìn thấy cảnh này từ xa. Bọn họ một người ăn mặc như hòa thượng, một người ăn mặc theo trang phục đạo sĩ. Đầu của tăng nhân sáng bóng, ngay cả lông mày cũng không có, chứ đừng nói đến râu tóc, giống như một viên thịt lớn vậy. Đạo sĩ đầu tóc rối bù, mày đầy râu, uống từng ngụm rượu. Thuật ngự phong của minh chủ thực sự càng ngày càng kỳ diệu. Ta nghĩ không bao lâu nữa người có thể phá vỡ hư không, độ kiếp phi thăng rồi. Hòa thượng nói. Chuyện phi thăng nào có dễ như vậy? Từ cổ chí kim đã có bao nhiêu vị minh chủ võ lâm, người có thể phi thăng chưa đến 1/10. Ta thấy vị trương minh chủ này cũng chưa có phúc phận này. Người đừng ghen tị. Lần trước người ở đại hội võ lâm người thua một chiều, chỉ có thể sống trên ngọn núi hoang này, không thể vào trong thành hưởng thụ. Hòa thượng cười nói. Không giống như người, không đánh mà thua, tự mình nhận thua. Bần tăng là người bên ngoài, đối với chức vị minh chủ cũng không có bao nhiêu hứng thú cả. Ta nghĩ là bởi vì ngươi biết mình đánh không lại, sợ mất mặt nhỉ. Khóe mắt hòa thượng nhíu lại, lập tức thăng thêm mấy phần sát khí. Được thôi lừa chọc, tử vân quyết của ta gần đây tiến bộ không ít, chỉ sợ không có đối thủ thử chiêu này. Trong chốc lát, một người tỏa ra kim quang lấp lánh khắp người, trên đầu của người kia được mây tía quấn quanh đang muốn tranh tài một trận. Lúc này, trên tòa lầu cao trong cung, vị trương minh chủ đang chắp tay với ngọn núi nhỏ phía xa. Hai người bất đắc dĩ thu liễm khí tức cũng chắp tay đáp lễ lại. Trương Vân Thiên thả tay xuống, trên mặt không có biểu cảm gì. Dù sao khoảng cách xa như vậy nhìn không rõ biểu cảm của nhau, cho nên hắn cũng lười làm bộ làm tịch, mắng một câu: "Hai cái lão giả sống dai này." Hắn tiếp tục ngưng thần hấp thu linh khí trời đất. Đột nhiên, một tia sáng màu xanh xuyên qua bầu trời đáp xuống cực bắc. Đó là... Sắc mặt Trương Vân Thiên biến đổi. Trên ngọn núi nhỏ ngoại thành, hòa thượng và lão đạo sĩ nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, không hẹn mà còn phun ra 4 chữ: "Yêu tinh dáng thế." Ngân hà nhanh chóng bị đảo lộn, mất đi khái niệm về thời gian. Lý Thanh Sơn thậm chí còn không kinh nghiệm phân biệt được đâu là một giây hay là một ngày nữa. Mà sự vui mừng trong lòng của Cố Nhạn Ảnh từ đầu đến cuối đều không thay đổi, khiến hắn cũng hơi khâm phục nàng. Đúng là điên cuồng.
Nữ nhân này chỉ giả vờ giống như người bình thường thôi. Uổng cho ta là người của hai thế giới, suýt chút nữa đã bị nàng lừa rồi. Linh lực không ngừng tiêu tán, dần dần suy yếu đến gần như kiệt quệ. Tử vong từng bước tới gần, trong tinh hà dài đằng đẵng dường như cũng đã trở thành khái niệm trống rỗng nào đó, khiến người ta không thể sinh ra sự sợ hãi thực chất, lại có một ý thức tràn đầy hư không càng thêm thâm thúy. Có lẽ điều mà Cố Nhạn Ảnh đoán là đúng, nhưng lông vũ của Côn Bằng tìm kiếm truyền thừa kế tiếp e là sẽ không lo lắng cho sự sống chết của hai con sâu nhỏ bám trên cánh chim này. Có thể chết trong phong cảnh tráng lệ như vậy, đúng là không uổng phí cuộc đời này, nhưng ta vẫn không cam lòng. Thanh Sơn, ngươi không cần phải lo lắng, đây là một lần khảo nghiệm thôi. Cố Nhạn Ảnh thì thầm, trong lời nói ẩn chứa sự vui sướng chỉ có tăng chứ không có giảm. Phải không? Lý Thanh Sơn nhận ra, tuy nàng cũng trở nên suy yếu, nhưng trạng thái còn tốt hơn hắn. Thực lực của bọn họ không chênh lệch quá lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ. Vốn dĩ nàng phải suy yếu hơn mới đúng, trừ phi là còn có nguyên nhân khác. Mà nguyên nhân này chỉ sợ là do lông vũ của Côn Bằng. Ta cảm nhận được rằng nó yêu thích ta. Cố Nhạn Ảnh không hề che giấu sự đắc ý, giống như có sự tương xứng nào đó về khí chất, khiến nàng cảm thấy chiếc lông vũ Côn Bằng này nhận nàng rồi. Giữa bọn họ cũng hình thành sợi dây liên kết từ bên trong. Tuy vẫn chưa chạm đến truyền thừa trong đó, nhưng nàng tin rằng chỉ cần có đủ thời gian thì nhất định nàng có thể đi xa hơn. Chỉ mong không phải yêu mến tên chết bầm nhà người. Lý Thanh Sơn cười lạnh nói. Ha 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 ha. Cố Nhạn Ảnh ta lòng ở cửu tiêu, tất nhiên là lên như diều gặp gió, làm sao có thể chết ở chỗ này chứ. Cố Nhạn Ảnh tràn đầy hăng hái cùng sự tự tin nói. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn, cảm giác giống như đã từng quen biết. Ngân hà khắp trời tản ra khắp nơi, giống như đập vào vật gì cực kỳ rắn chắc vậy, trong nháy mắt xuyên thủng cái động này. Chiếc lông vũ hóa ra Côn Bằng biến mất không thấy đâu nữa, cả thế giới đập vào mặt bọn họ. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng, hắn đang định hấp thu thêm linh khí trời đất, vận chuyển phép thần thông thiên phú, thì chợt cảm nhận được cả thế giới này đang bao vây lại. Công xiềng vô hình chua vật thần hồn muốn giam cầm hắn lại. Đột nhiên hắn nhớ tới quy luật của các thế giới. Không xong rồi. Một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ đều rơi vào bóng tối. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Thanh Sơn mới tỉnh dậy. Dãy núi cao ngất đầy sao sáng chói cuối cùng cũng trở nên yên ổn. Hắn định đứng dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, không thể động đậy được. Không biết đã có bao nhiêu căn cốt bị vỡ vụn, chỉ sợ nối liền với kinh mạch, cơ thể cũng bị thương nghiêm trọng. Một cơ thể ấm áp trong ngực, Cố Nhạn Ảnh vẫn không nhúc nhích nằm trong ngực hắn. Nhưng so với dáng vẻ chật vật của hắn, nàng có vẻ tốt hơn nhiều. Ngoài trừ vài sợi tóc hơi mất trật tự ra, thì toàn thân gần như không nhiễm một hạt bụi nào, yên tĩnh giống như đang ngủ say. Điều càng khiến hắn thấy giận hơn, chính là trên khóe môi nàng còn nở một nụ cười vui vẻ. Cái này rõ ràng là do lông vũ Côn Bằng bảo vệ nàng. Lý Thanh Sơn thở phào một hơi, ngay cả động tác rất nhỏ như vậy cũng khiến cho ngũ tạng của hắn chấn động. Hắn chỉ đành yên lặng nằm xuống, chờ vết thương hồi phục. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn đã phát hiện ra vết thương trên người hắn không thể nhanh chóng khôi phục, tất cả phép thần thông không thể vận dụng, những biện pháp khác cũng càng không cần phải nói, thậm chí linh khí trời đất đều đang bài xích hắn. Rõ ràng xung quanh hắn trống không, nhưng hắn lại cảm nhận được sự địch ý khổng lồ sâu sắc, đó là địch ý của toàn thế giới này. Hắn đang tập trung suy nghĩ, biết rõ ràng trong tình cảnh bây giờ, so với loại thống khổ dữ dội trăm ngàn lần trên người, thì hắn càng không xa lạ gì với loại thống khổ từ trên người Cố Nhạn Ảnh chuyển đến. Đây là địa ngục nhiệt phong. Quả nhiên, nỗi khổ của địa ngục như bóng với hình. Một khi rời khỏi hư không, nhiệt phong lại bắt đầu khởi động. Lông mày Cố Nhạn Ảnh nhăn lại, lông mi hơi rung lên, đôi mắt sáng ngời mở ra, cười nói. Chào. Phiền ngươi đứng dậy khỏi người ta được không? Lý Thanh Sơn nói. Làm sao vậy? Ngươi bị thương à? Cố Nhạn Ảnh không có ý nghe theo lệnh. Đương nhiên. Tốt quá. Cố Nhạn Ảnh cười tươi như hoa nói. Ta sẽ chăm sóc cho người, bởi vì ta không bị thương. Nàng tiêu sái nhảy lên, bùn đất dưới chân đột nhiên sụp đổ. Nàng giẫm hụt vào khoảng không, đầu ngã xuống đất, vừa chạm đâm vào một tảng đá, phịch một tiếng. Ha 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 ha. Lý Thanh Sơn bất chấp các loại đau đớn trên người ha ha cười lớn. Sao hắn lại chưa từng nhìn thấy bộ dáng chật vật như thế của nàng chứ? Ta hiểu rồi.
Có Nhật Ảnh ngồi dậy, từng người không nhiễm một hạt bụi đã biến thành cả người đầy bùn đất. Hiểu cái gì? Đây là một tiểu thế giới. À, ta biết từ lâu rồi. Vậy ngươi cũng biết vì sao ta lại ngã sấp mặt sao? Cố Nhật Ảnh nói, máu tươi từ trên đầu tí tách chảy xuống. À, bởi vì sức mạnh của chúng ta bị thế giới này áp chế. Nhưng mà vận may của chúng ta cũng không tệ lắm. Thế giới này khá nhỏ, chẳng những không đủ sức mạnh mà ngay cả ý chí cũng vô cùng yếu ớt. Khả năng có liên quan đến việc chúng ta tiêu hao hết sức mạnh trong hư không. Nếu không bây giờ đã bị sét đánh, chỉ còn đường chết. À, ngươi tốt nhất nên băng bó lại cái đầu của mình đi. Chết vì mất máu quá nhiều cũng buồn cười lắm. Ngươi nói đúng, nhưng mà cũng không phải là may mắn. Từ giờ trở đi, chúng ta không có chút may mắn nào để nói cả. Có Nhận Ảnh thử kéo ống tay áo xuống, nhưng pháp bảo này của nàng quá cứng. Cho dù tất cả pháp thuật uy năng đều bị áp chế, nhưng chất liệu này cũng không phải là thứ mà nàng có thể lay chuyển. Tâm niệm của nàng vừa chuyển, vần về chiếc lông vũ côn bằng này, nhẹ nhàng vẽ lên ống tay áo một cái, lấy một đống vải trắng thật dài xuống, lau sạch vết máu trên mặt rồi bọc lên trên đầu. Giống như cha chết vậy, Lý Thanh Sơn nói. Nếu như cha ta ở thế giới này mà còn là người phàm, thì chỉ sợ thật sự sẽ bị ta hại chết. Ta biết sức mạnh của ta đã bị phong cấm rồi. Mặc dù vừa nãy có chút đắc ý, nhưng ta cũng đã nhìn kỹ dưới chân. Những chỗ dẫm phải hết lần này đến lần khác đều trống rỗng. Khi ta thử điều chỉnh cơ thể, vị trí ở đầu đều có một tảng đá, mà đều được chôn phía dưới mặt đất. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trùng hợp sao? Đúng là bẫy dập khắp nơi. Nói cách khác, tuy thế giới này không có năng lực trực tiếp giết chết chúng ta, nhưng nó lại rất muốn làm như vậy. Vì vậy chúng ta sẽ không may mắn. Lý Thanh Sơn hiểu được chút, tinh thần chấn động. Bây giờ ta có một danh xưng muốn tặng cho người, chính là địa ngục. Có Nhận Ảnh thoáng trầm mặc. Ta không vui đâu. Ngươi xem, địa ngục diệt phong của ngươi vẫn đang phát huy tác dụng, đồng thời lại còn xui xẻo như vậy. Không cần nói nữa, ta nghe mà phát ốm. Có Nhận Ảnh ngăn miệng của hắn lại. Hình như ngươi không mấy vui vẻ. Ngươi cảm thấy ta nên vui vẻ sao? Ngươi đánh cược thắng, hơn nữa còn thắng đậm, nhưng càng khiến ta cảm thấy bản thân không nên tới. Con người đen nhánh của Lý Thanh Sơn nhìn lên trời cao, mang theo chút u buồn. Ngươi nên vui vẻ, nhưng vì ngươi có chuyện lo lắng cho nên mới không vui vẻ được. Cố Nhận Ảnh sờ trán của mình, khuôn mặt chặn ngang tầm mắt của hắn. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Hắn đã từng bỏ Ngoạn Yêu Thôn không chút do dự, cũng thề không bao giờ trở lại. Đối với hắn mà nói, Kiều Châu hiện giờ chẳng lẽ không đáng lưu luyến bằng Ngoạn Yêu Thôn sao? Hắn đã từng quyết tâm muốn đến nơi chưa bao giờ đến, xem cảnh sắc chưa bao giờ thấy, chinh phục kẻ địch cường đại. Mà dù nơi này không có 9 tầng mây cao xa, nhưng chẳng lẽ không phải là một thế giới mới sao? Kẻ địch đối mặt còn là trời nữa. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đáng lẽ hắn nên có ý chí chiến đấu sôi sục, bừng bừng hào hứng bắt đầu mạo hiểm, chứ không phải là loại hoài niệm Cửu Châu. Ta biết rằng ta không thể thay thế vị trí của Tiểu An trong lòng người. Ta cũng không có ý định thay thế, nhưng ta sẽ cố hết sức giúp đỡ người. Cho đến ngày các ngươi đoàn tụ, ta xin thề độc. Nữ nhân giả hoạt nhà ngươi, đừng tưởng là ta sẽ nghe không hiểu. Lời thề độc này thoạt nhìn không có vấn đề gì, thậm chí đối với nàng mà nói cũng thật sự được coi là độc. Nhưng cái này không chỉ đơn giản là cút đi, mà còn thay đổi con đường, ký kết minh ước trở thành đạo lữ. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này chẳng khác gì buông bỏ việc tìm kiếm Tiểu An để cho nàng thay thế vị trí của Tiểu An. Chuyện này sao có thể chứ? À, bị người phát hiện ra rồi. Nhưng mà hẳn là ngươi có thể hiểu được ta. Nếu như lo lắng quá nhiều thì không thể dũng cảm tiến về phía trước được. Cố Nhận Ảnh kéo hai tay Lý Thanh Sơn, vác hắn lên lưng, cố hết sức leo ra khỏi hố sâu. Lý Thanh Sơn nhất thời không nói gì. Tuy hắn rất muốn nói tuyên ngôn nhiệt huyết, chính là bởi vì lo lắng nên mới có thể dũng cảm tiến về phía trước, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hắn kiên trì không ngừng tiến về phía trước cũng không phải bởi vì người nào đó. Về điểm này, Ngưu Ca dĩ nhiên hiểu rõ, Tiểu An cũng vô cùng rõ ràng. Cho nên trong mộng cảnh có Vân Thương Huyễn Hải, mặc dù quên hết thầy, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Nói cách khác, tình phu thê với Hàn Quỳnh Chi, tình bạn với Đại Dung Thụ Vương, tình phụ tử với Lý Phượng Nguyên, cảm giác giống như không phải là một loại lo lắng. Hắn thở dài một hơi.
Người vô tình vô nghĩa như người thật khiến người khác chán ghét. Hả, cũng vậy thôi. Ai, nặng quá, kín như lưng núi vậy. Cố Nhật Ảnh đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, ngoái đầu nhìn lại thoáng qua như có thâm ý. Địa ngục nhiệt phong cũng không thể sử dụng sao? Lý Thanh Sơn hỏi. Giữ lại chỉ có hình phạt mà thôi. Cố Nhật Ảnh vất vả lắm mới trèo ra khỏi hố sâu, nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, hai tay nhuộm đầy máu tươi, cau mày nói. Phải nghĩ ra biện pháp chữa khỏi vết thương của người, nếu không chỉ sợ nó sẽ liên tục chuyển biến xấu. Chúng ta không được thế giới này chào đón. Còn chưa dứt lời, một hồi ầm ầm trầm đục vang vọng trong sơn cốc, vết nứt hai bên vách núi lan tràn dữ dội. Cạch. Cái này có thể nói là ảnh hưởng do lần va chạm vừa rồi, nhưng lại khiến bọn họ cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của ý trời, mang theo ác ý thâm trầm. Cả dãy núi sụp đổ xuống, hóa thành cơn lũ đất đá, cuồn cuộn chảy xuống sơn cốc. Xem ra ta còn là tên thua cuộc. Cố Nhật Ảnh cười khổ một tiếng. Giờ vào trạng thái hiện giờ của bọn họ, nếu bị trăm vạn tấn đất đá này chôn sống thì chỉ có con đường chết. Không chạy sao? Lý Thanh Sơn nhìn về phía khe núi cách đó không xa. Coi như hết. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Cố Nhật Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, đặt bông ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn bụi đất đập vào mặt cũng không hề hối hận. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Một bàn tay to đẩy vết thương ấn xuống mặt đất, bốc lên khói bụi nhỏ mịn, nhưng sự kiên trì ẩn chứa trong đó dường như còn tốt hơn dòng nước lũ bùn đất cuồn cuộn này. Lý Thanh Sơn vốn bị thương không thể động đậy, vậy mà lại ngồi dậy, cả người chồng chất vết thương nhưng lại lưu chuyển ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc. Cố Nhật Ảnh hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy thắt lưng bị siết chặt. Vào khoảnh khắc trước khi bị trận lở đất kia nuốt chửng, một cơn lốc xoáy nổi lên, cuốn bọn họ xông lên bầu trời đêm. Lý Thanh Sơn bị kẹp đứng ở trong cơn lốc xoáy, mái tóc dài như mực tung bay. Hắn dõi mắt nhìn về nơi xa, giang sơn ngàn dặm ở trong tầm mắt, thung lũng phía dưới đã hoàn toàn bị đất đá lấp đầy, suýt chút nữa trở thành mồ chôn của bọn họ. Mà sự huy hoàng của bầu trời sao mênh mông này cũng không thua kém gì Cửu Châu. Kẻ địch lần này là trời sao? Nỗi đau buồn biệt ly lại trở thành ý chí chiến đấu sôi sục. Sao ta có thể là người chỉ biết rên rỉ và than thở chứ? Cố Nhật Ảnh ngẩng đầu nhìn lên, trái tim nàng khẽ run lên. Hắn quả nhiên vẫn là hắn. Khói bụi cuồn cuộn tan hết, Lý Thanh Sơn từ từ rơi xuống, hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất. Vết thương trên người hắn còn lâu mới hoàn toàn hồi phục. Cố Nhật Ảnh vội vàng đỡ hắn dậy, ngạc nhiên nói: đây là loại sức mạnh gì mà có thể vượt ra ngoài quy luật của thế giới chứ? Thần phù đại diễn. Lý Thanh Sơn mở lòng bàn tay ra, phía trên lơ lửng một thần phù tuyệt đẹp đủ mọi màu sắc, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ. Đây chính là thần phù đại diễn, sức mạnh nòng cốt của tiểu thuyết gia. Trong hố thiên thạch, hắn thử sử dụng từng sức mạnh trong cơ thể mình, cuối cùng mới phát hiện thần phù đại diễn gần như đã bị quên lãng, vẫn đang lưu chuyển ánh sáng rực rỡ. Mặc dù nó không bị quy luật của thế giới này trấn áp, chỉ có thể biến hóa huyền ảo thành thủ đoạn của luyện khí sĩ, không thể đột phá được giới hạn vô hình của thế giới này, nhưng cũng đủ dùng rồi. Suýt chút nữa ta đã quên mất, ngươi còn xuất thân là một tiểu thuyết giả. Ta hiểu rồi, hóa ra là sức mạnh tín nguyện. Cố Nhật Ảnh hiểu được phần nào, sức mạnh tín nguyện vốn là một loại sức mạnh rất đặc biệt, thường thấy nhất chính là tín đồ Phật giáo. Cho dù ở bất kỳ thế giới nào, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, vừa niệm vừa có thể câu thông với thần Phật. Tuy nhiên, nếu như có một phương thức tu hành thì nó hội tụ quá nhiều phiền toái, trong chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa còn là vật tiêu hao, cho nên rất ít người đi con đường này. Nhiều nhất chỉ là một loại phụ trợ, luyện chế ra một hai món pháp bảo, ví dụ như kim ấn trong tay các châu mục. Nếu như rơi vào tiểu thế giới này, cũng tuyệt đối không thể huy động được. Về phương diện này, tiểu thiết gia quả thật là tuyệt vời. Gặp được ta coi như ngươi số tốt. Chỉ dựa vào cảnh tượng núi lở đá mòn vừa nấy, bị thế giới này coi là kẻ thù tuyệt đối, không chỉ là xui xẻo thôi đâu, mà tất cả những nơi có thể xảy ra nguy hiểm nhất định sẽ xảy ra nguy hiểm. Gặp núi núi lở, gặp sông sông tràn, trời giông tố ra bên ngoài nhất định sẽ bị sét đánh. Nếu như không có một phần sức mạnh đủ mạnh thì không sống nổi một ngày. Nếu Cố Nhật Ảnh ở một mình, sợ nàng đã bỏ mạng ở nơi này rồi.
Cái này gọi là giữ được núi sành thì không sợ không có củi đốt. Vẻ mặt Cố Nhật Ảnh nghiêm túc vỗ bả vai Lý Thanh Sơn. Lạnh quá, ta không có hứng thú chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với một người phụ nữ không có hiếu hài hước như người. Không chết đương nhiên là chuyện tốt nhất. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Cố Nhật Ảnh nhướng mày cười nói. Không chết được. Lý Thanh Sơn động đậy tứ chi, kích hoạt thần phụ đại diễn, tiếp tục hồi phục vết thương. Hắn đưa tay sờ đầu Cố Nhật Ảnh, giữa ngón tay lưu chuyển ánh sáng rực rỡ. Thực sự là một năng lực hữu dụng, nhưng mà tốt nhất ngươi nên giữ lại một chút đi. Chúng ta có thể sẽ bị nhốt rất lâu đó. Cố Nhật Ảnh tháo băng vải ra, vết thương đã lành hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng nàng không nghi ngờ nếu không chữa trị kịp thời sẽ khiến nàng mất mạng. Người nói không sai, ta còn có ràng buộc. Không chỉ là Tiểu An mà còn có đủ loại ân oán chưa giải quyết xong. Ta nhất định phải trở về Cửu Châu. Người cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa được chiếc lông vũ côn bằng này, tiếp nhận truyền thừa trong đó để đưa chúng ta trở về Cửu Châu? Rất khó nói. Thế giới này quá nhỏ, cấm chế hết toàn bộ sức mạnh của ta. Lúc ta vừa mới sinh ra, sợ rằng còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Nếu bây giờ ngươi đưa cho ta một món pháp bảo thì ta cũng khó mà luyện hóa, chứ đừng nói đến lông vũ côn bằng. Cố Nhật Ảnh cũng cau mày. Tình hình hiện tại của nàng thực sự không khá hơn bao nhiêu so với người bình thường. Một cá nhân rất khó có thể chống lại thế giới, cho dù đó là một tiểu thế giới. Quả nhiên là địa ngục quỷ mốc, cũng chưa có thời điểm thuận lợi. Ngược lại ta cảm thấy đây chính là nơi may mắn nhất. Người nghĩ thử xem, nếu như chúng ta ở trong một thế giới lớn hơn một chút thì sẽ như thế nào? Nếu như chúng ta ở trong một thế giới lớn hơn Cửu Châu thì sẽ như thế nào? Cái này cũng đúng. Nếu như ở trong một thế giới lớn hơn thì không chỉ giam cầm sức mạnh đơn giản như vậy thôi đâu, mà là bị thiên lôi địa hỏa trực tiếp đánh chết. Nếu đó là một thế giới tương đương hoặc thậm chí lớn hơn Cửu Châu, khi bọn họ rơi từ trên trời xuống phô trương như vậy, không biết sẽ dẫn bao nhiêu cường giả đến. Chẳng những lông vũ của côn bằng không gánh nổi, mà thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Chính là bởi vì thế giới này quá yếu, cho nên bọn họ rơi xuống lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có nghi nào kịp phản ứng lại. Thật sự quá nhỏ bé, không phải là cưỡi ngựa chạy đến chứ? Lý Thanh Sơn không nghĩ tới, hắn thật sự đoán đúng. Có một đại hội người ngựa chạy tới nơi này. Thật ra ta có một loại cảm giác, chính là bởi vì khi ta vượt qua hư không đã suy xét đến những chuyện này, cho nên mới dẫn chúng đến tiểu thế giới này. Ta đã nói với ngươi là nó thích ta, chỉ cần có thể thoát thân khỏi chỗ này, nhất định có thể luyện hóa được nó. Không có lông vũ của côn bằng, làm sao chúng ta có thể thoát thân khỏi chỗ này? Nếu như ngươi thật sự có thể khống chế được ý niệm của mình, thì tại sao không muốn trở về Cửu Châu? Lý Thanh Sơn chất vấn. Đương nhiên, đây đều là dự đoán của ta, cũng không nhất định là chính xác. Cố Nhật Ảnh nghiêm túc nói. Thật ra nếu muốn giữ được chiếc lông vũ côn bằng này trở về Cửu Châu còn không an toàn bằng ở đây. Sao băng rơi xuống quả thật khiến người ta chú ý rồi. Ta có thể tin tưởng người, mang tới đây đi. Lý Thanh Sơn vươn tay bắt lấy lông vũ côn bằng. Này này, người đang làm gì vậy? Cái này là của ta. Cố Nhật Ảnh cố gắng giãy giụa, nhưng làm sao có thể chống lại được sức mạnh của Lý Thanh Sơn. Cánh tay nàng bị hắn cưỡng ép mở ra lấy lông vũ côn bằng đi. Nàng không khỏi trừng mắt kêu lên. Lý Thanh Sơn! Làm sao? Lý Thanh Sơn nghịch lông vũ côn bằng, thử khởi động thần phù đại diễn. Hắn phân tích nó một chút. Đúng như dự đoán, tuy rằng nó cùng Phượng Hoàng có chút cộng hưởng, nhưng lại chịu sự bài xích vô cùng lớn từ Linh Quy, Nghiêu Ma và Hộ Ma. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Huyết mạch cường đại nhất vốn là khó có thể dung hợp. Hình ảnh mà bốn loại thần ma còn lại biến hóa ra cũng không có sự tồn tại của côn bằng. Người nhìn đủ rồi thì trả lại cho ta đi. Cố Nhật Ảnh áp sát lại, có chút khẩn trương. Lý Thanh Sơn trong lòng mỉm cười. Tiêu sái thong dong thế nào cũng không gặp được vật quan trọng thôi. Hắn quát lên. Người, nữ nhân thiển cận này. Chiếc lông vũ côn bằng này không giống đồ tầm thường, mà ngươi lại coi nó như pháp khí pháp bảo bình thường. Nếu như nó có linh trí, nhất định sẽ tức giận lôi đỉnh. Sức mạnh của ngươi quả nhiên là bị cấm chế rồi. Cảm thấy bản thân yếu ớt không chịu nổi. Nhưng nhìn vào chủ nhân của chiếc lông vũ này, độ mạnh yếu của ngươi thay đổi, thật sự có sự khác biệt lớn như vậy sao? Vẻ mặt Cố Nhật Ảnh chấn động, đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, khiến nàng cảm thấy mình yếu ớt hơn bao giờ hết.
Lúc này nghe Lý Thanh Sơn nói như vậy, đột nhiên cảm giác như nhìn thấy một đường ánh sáng. Hóa ra ngươi là một tên ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại không phải là biến thành con sâu ở đáy giếng, mà làm con chim ưng bay lên trời. Chỉ sợ ngay cả giếng cũng không chú ý tới. Vẻ mặt Lý Thanh Sơn bình tĩnh, vân vê lông vũ côn bằng trong tay. Nếu như trong đó thật sự có một đạo truyền thừa như vậy, thì tiêu chuẩn mà nó đánh giá người kế thừa nhất định không phải là sức mạnh mà là thứ khác. Đây là điều mà chính hắn từng trải qua. Một con thanh nghiêu đã từng làm bạn với một cậu bé miền núi suốt tuổi thơ, cũng không phải bởi vì hắn cường đại nhường nào. Nói có lý. Đôi mắt Cố Nhận Ảnh lấp lánh, tràn đầy sự khâm phục không hề giấu giếm. Và rồi khi hắn cứu nàng một mạng cũng không kích động như vậy, chắp tay nói: đa tạ. Cuối cùng thì tầm nhìn của ta cũng quá hạn hẹp, ta coi trọng sức mạnh của mình rồi. Nhanh chóng giải quyết nó cho ta. Nhất định. Cố Nhận Ảnh háo hức cầm lấy chiếc lông vũ từ tay Lý Thanh Sơn. Trở lại vấn đề ban đầu, ta hy vọng có thể nhanh chóng trở về Cửu Châu, Lý Thanh Sơn nói. Bây giờ ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Ta vẫn nên nói tin xấu trước đi. Nó đưa chúng ta vượt qua hư không và tiêu hao sức mạnh của chính bản thân nó. Mặc dù ta không thể hiểu được cách chậm rãi khôi phục, nhưng thật sự rất chậm, phải tính đến 100 năm. 100 năm? Lý Thanh Sơn nhíu mày. Hoặc là 200 năm. Chúng ta nhất định phải tích lũy đủ sức mạnh để lần sau vượt qua hư không. Còn tin tốt thì sao? Đợi đã, ta biết rồi. Lý Thanh Sơn sáng tỏ thông suốt. Tốc độ dòng chảy giữa đại thế giới và tiểu thế giới không giống nhau, thậm chí chênh lệch vô cùng lớn. Chuyện trên đời một ngày bằng dưới đất một năm cũng là chuyện bình thường. Theo manh mối mà Ngưu Ca để lại, tỷ lệ thời gian giữa 9 tầng mây và Cửu Châu có lẽ là một ngày bằng 10 năm. Chênh lệch về tỷ lệ thời gian giữa tiểu thế giới này và Cửu Châu có lẽ không quá lớn, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ. Thời gian 100 năm cũng không tính là quá dài, thậm chí chỉ tương đương với một lần bế quan ở Cửu Châu. Mặc dù thế giới này giam cầm chúng ta, muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng lại cho chúng ta thời gian quý giá nhất. Ta cần thời gian để lấy lại được truyền thừa của Côn Bằng. Ngươi cũng cần thời gian để mài giũa tâm tính của mình. Dù sao tốc độ tu hành của ngươi thật sự quá nhanh. Những chuyện mà thiên tài phải tiêu tốn ngàn năm mới làm được, thì ngươi chỉ dùng 1/10 thời gian. Nhưng có những thứ không thể dùng thiên phú để bù đắp được. Quả là một tin tốt. Lý Thanh Sơn gật đầu. Cố Nhận Ảnh nói rất có lý. Nhiều lúc ưu điểm cũng chính là nhược điểm. Tâm tính, cảm ngộ, rèn luyện, những thứ này mặc dù nghe rất hư ảo, nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn với tu hành giả. Cái gọi là bình cảnh cơ bản đều xuất phát từ những nguyên nhân bên trong này. Lúc trước trong trận đại mộng kia của Thận Vương Huyễn Hải đã giúp hắn có được lợi ích không nhỏ. Nói đến tình cảnh lúc đó cũng có mấy phần tương tự tình huống hiện tại, cũng mất đi tất cả sức mạnh, trẻ cao đủ lại thống khổ cản trở. Mà cái kia dù sao cũng là mộng cảnh, bây giờ phải đối mặt với một thế giới chân thật, cảm ngộ mang lại nhất định sẽ càng thêm sâu sắc. Đối với những hạng người tầm thường mà nói, ở lại đây chỉ thêm lãng phí thời gian, bởi vì hoàn toàn không có cách tu hành. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây lại là nơi tốt nhất để rèn luyện. Cái gọi là lò thiên địa tạo hóa vi công, nếu đã bị mắc kẹt ở thế giới này thì càng phải cố gắng ma luyện một phen. Lý Thanh Sơn thét dài một tiếng vang vọng trong núi rừng âm u. Mặc dù mất đi gần như toàn bộ sức mạnh, nhưng khí phách khổ luyện lại không hề yếu kém chút nào, ngược lại càng bị cản trở khốn khó, kiên trì không lay chuyển được. Cố Nhận Ảnh mỉm cười nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì, giơ tay lên trời. Như ý ngươi muốn, lại tới rồi. Những đám mây đen đột nhiên nổi lên trên bầu trời, bao phủ bầu trời đầy sao như một tấm màn lớn. Tiếng gió dần dần vang lên, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Bão tuyết lại đến rồi. Cố Nhận Ảnh hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, đầu óc càng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này đã là cuối thu, nơi này là nơi rất lạnh. Trận bão tuyết này cũng không kỳ quái, chỉ có thể nói là đến sớm hơn một chút, dữ dội hơn một chút. Giống như những gì bọn họ vừa trải qua, tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra. Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ có điều chán quá. Lý Thanh Sơn cười nói, nếu như chỉ có chuyện xấu không có chuyện tốt, cuộc sống chẳng phải thiếu đi một phần niềm vui ngoài ý muốn sao? Đúng vậy, ta hơi lạnh, chúng ta đi chỗ nào ấm hơn đi. Cố Nhận Ảnh khoanh tay lại, rồng mình. Cấm chế của thế giới này quả thật rất lợi hại,
chẳng những niêm phong được tất cả sức mạnh mà ngay cả khí lực cũng trở nên vô cùng suy yếu. Nếu như không có thần phụ đại diễn của Lý Thanh Sơn, bọn họ sợ là thật sự đã bị chết rét trong thời đông tuyết phủ này. Mà nơi ấm áp nhất định có sự tồn tại của con người. Như vậy có thể nghĩ cách tích góp sức mạnh cho đại diễn thần phủ, chống lại những tai họa ồn ồn không ngớt này. Đi thôi. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảm giác có chút kỳ diệu. Một khi bọn họ gác lại tranh chấp, chỉ đôi lời là có thể hiểu rõ ý nhau. Loại ăn ý này chỉ khi ở một chỗ với Tiểu An mới có, nhưng lại có chút bất đồng. Hắn còn chưa kịp phân biệt kỹ càng, trong núi rừng liền vang lên tiếng huyết sáo như khóc như kể, như buồn như giận, cuốn theo gió rét mang theo sự thê lương vô tận. Thật đúng là vô tận, Lý Thanh Sơn nói. Ai nói chỉ có xui xẻo, vẫn may đến rồi, Cố Nhận Ảnh cười nói. Cái này cũng đúng, ta thu hồi lời nói vừa nãy. Lý Thanh Sơn gật đầu, hắn đang cân nhắc nên đi như thế nào. Mặc dù sức mạnh của một thế giới mạnh đến mức khó có thể chống lại, nó to lớn đến mức gần như vô tận, nhưng bởi vì ý chí của nó có huyền ảo nhỏ bé, nên nó không thể suy nghĩ và phán đoán như một sinh linh thực sự. Tiếng huyết sáo nhanh chóng đến gần, trong bóng đêm lóe lên từng đôi mắt màu xanh biếc. Từng bóng người cường tráng nhảy ra khỏi bóng tối, binh khí lóe lên ánh sáng sắc bén. Hình như là khỉ, Cố Nhận Ảnh lắng tai nghe. Bị giam cầm bởi thế giới này, đôi mắt chim ưng của nàng không còn sắc bén như mọi khi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng đen lao tới, hình dạng không giống con người. Là vượn đó, Lý Thanh Sơn sửa lại. Thế giới trong mắt hắn vẫn rõ ràng nhiều màu sắc như cũ. Nhìn thấy bộ dáng của Cố Nhận Ảnh mới giật mình, nhớ lại khi hắn còn thiếu niên đã từng rơi nước mắt bỏ. Nhưng mà ngoại trừ để phát hiện Tiểu An, sau này cũng không có chỗ dùng. Cho dù là một luyện khí sĩ bình thường cũng có thể tùy ý thấy mọi vật trong đêm, không ngờ đến lúc này vẫn không bị ảnh hưởng bởi quy luật của thế giới. Cố Nhận Ảnh có thể mơ hồ nhìn thấy một đàn vượn đang bao vây xung quanh bọn họ, trên người mặc áo giáp, trong tay cầm theo các loại binh khí. Bọn họ liên tục hấp tấp nhảy về phía trước, giống như từng được huấn luyện, tấn công cùng một mục tiêu, yêu khí tỏa ra khiến gió tuyết tung bay. Nơi này có người có thể nghe hiểu lời nói của ta không? Lý Thanh Sơn hỏi. Đáp lại hắn vẫn là từng tiếng vượn kêu tràn đầy địch ý. Hắn không khỏi lắc đầu, dẫu sao cũng chỉ là yêu quái. Không, ngay cả yêu quái cũng chỉ có 2-3 con, còn lại đều là yêu thú, coi như có thể nghe hiểu được cũng không thể đáp lời. Các ngươi là ai? Một âm thanh khàn khàn quái dị đột nhiên vang lên, mơ hồ trong bóng dáng của vượn. Các con vượn đều trở nên im lặng, thậm chí còn khom người và hạ vũ khí xuống, giống như bể tôi nghênh đón vương giả tới. Lý Thanh Sơn nương theo tiếng nói của mình, một đạo kiếm quang sáng như tuyết phá không bay tới. Bây giờ Cố Nhận Ảnh mới nhìn thấy rõ ràng, không khỏi thở dài. Ôi, ngự kiếm mà. Ờ, đúng vậy, Lý Thanh Sơn nói. Trong tiệp thế giới hoang vu này, có thể nhìn thấy người ngự kiếm quả thật quá quen thuộc. Kiếm quang gào thét rơi xuống, xoay tròn chui vào trong vỏ. Một con vượn trắng thân mang trường kiếm đứng cách đó 10 trượng, cả người tỏa ra khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Trên người hắn còn mặc một thân bào phục. Nếu như không có khuôn mặt khỉ kia thì càng giống như một kiếm khách nhân loại. À, vậy mà có thể phun ra tiếng người. Trong lòng Lý Thanh Sơn thầm thán phục, con vượn trắng này rõ ràng còn chưa vượt qua thiên kiếp. Trước kia khi hắn làm yêu tướng trong lòng đất, mấy tên yêu binh thống lĩnh thủ hạ kia cũng không có bản lĩnh này, nhưng mà có lẽ cũng không cần phải giao tiếp với nhân loại. Các ngươi là ai? Vượn trắng lạnh lùng hỏi. Ta tên là Lý Thanh Sơn, nàng là Cố Nhạn Ảnh, không biết tôn tánh đại danh của đạo hữu là gì. Lý Thanh Sơn vốn định bắt hai con vượn làm vật cưỡi, đưa bọn họ ra khỏi núi. Nhưng thời đối phương cũng là đối tượng có thể giao tiếp, khi không bị thế giới này điều khiển nên định giao lưu chút, làm loại tiếp xúc thứ ba, tiết kiệm sức mạnh của thần phủ đại diễn. Các ngươi xứng biết tên của Bạch Viên Vương ta sao? Bạch Viên Vương hơi nghiêng đầu, cau mày nhìn đôi nam nữ có chút chật vật này. Đã nhiều năm không có nhân loại dám xâm nhập vào địa bàn của hắn, hơn nữa còn là hai tên phàm phu chưa từng tiến vào cảnh tiên thiên. Thể trạng con người nam khỏe mạnh giống như đã từng luyện công phu, nhưng lại không có kiếm tu trong ngoài. Ở tuổi này căn bản coi như là phế rồi, sống không quá 100 năm. Nữ tử kia thì yếu ớt, nhưng lại là tuyệt sắc mà đời này hắn chưa từng thấy. Đặc biệt là phong thái kia, thật khó có thể dùng ngôn từ có thể hình dung, khiến cho tâm trí của hắn rung động. Lý Thanh Sơn cũng sửng sốt một chút,
đã nhiều năm không có ai nói chuyện với hắn như vậy. Nếu như ở Cửu Châu có một yêu vương nào nói với hắn như vậy, thì hắn lập tức dùng quả đấm thép chăm sóc đối phương. Mà bây giờ lại là một vượn yêu chưa từng vượt qua thiên kiếp, khiến hắn không khỏi có cảm giác dở khóc dở cười. Hắn coi như gặp qua không ít vương, nhưng tên yếu kém như vậy thật đúng là có một không hai. Thì ra là Bạch Viên Vương đại nhân. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết tại sao ngươi lại đến đây. Cố Nhận Ảnh chắp tay hỏi. Lý Thanh Sơn hiểu ý của nàng là muốn nói chuyện trước, dù sao hắn cũng không thật sự bị Bạch Viên Vương này chọc giận, vậy cứ theo ý nàng đi. Ngươi có từng thấy yêu tinh rơi xuống nơi này không? Sắc mặt Bạch Viên Vương hơi nhu hòa, hắn cũng đang muốn hỏi chuyện. Yêu tinh dáng thế là chuyện ngàn năm hiếm thấy. Khi đó hắn đang tu hành cũng không tận mắt chứng kiến. Đến khi thấy được thuộc hạ bẩm báo cũng khó phán đoán được vị trí chính xác mà yêu tinh rơi xuống. Cho đến khi nghe thấy tiếng núi lở mới vội vàng chạy tới, nhưng lại không thấy yêu tinh trong tưởng tượng mà chỉ có một đôi trai gái kỳ quái. Hắn đã từng nhìn thấy yêu tinh rơi xuống lần trước, nhưng tuyệt đối không ngờ yêu tinh sẽ là người sống sờ sờ còn đang đứng trước mặt mình. Yêu tinh à? Lý Thanh Sơn lập tức hiểu ra, cảnh tượng hắn cùng Cố Nhận Ảnh rơi xuống sợ là giống như sao băng rơi xuống vậy. Ta hỏi ngươi sao? Trong mắt Bạch Viên Vương lóe lên ánh sáng sắc bén. Ngươi hỏi hay không, lão tử không quan tâm, Lý Thanh Sơn nói. Bạch Viên Vương nhếch miệng cười nói. Thật thú vị, đã nhiều năm không có ai dám nói với ta như vậy. Từ khi hai người bọn họ nhìn thấy nhau, liền sinh ra một loại cảm giác ghét cay ghét đắng khó miêu tả. Đặc biệt là đối với Lý Thanh Sơn, hắn càng muốn nhanh chóng diệt trừ. Vốn dĩ không có ý định giữ lại mạng của hắn, bây giờ lại càng đằng đằng sát khí. Đàn vượn nhe răng nhếch miệng lộ ra vẻ hung dữ, vung vũ khí trong tay rồi bước từng bước tiến về phía trước. Hắn muốn băm nhỏ cơ thể Lý Thanh Sơn thành ngàn mảnh. Không thể nào nói chuyện nổi. Lý Thanh Sơn nhún vai với Cố Nhạn Ảnh. Sự căm thù của Bạch Viên Vương đối với hắn căn bản không là gì có thể đong đếm được. Chẳng lẽ hắn cũng chịu sự ảnh hưởng của ý chí thế giới, không thể loại trừ khả năng này được. Nghe nói rất nhiều người phải chết đều vì thần trí mê muội, cố gắng chết theo một cách khác. Số mệnh trong cái nơi tối tăm này thực sự đáng sợ. Lý Thanh Sơn, ngươi không muốn sống nữa thì cũng đừng kéo ta theo. Đại nhân, ta đồng ý đầu hàng. Cố Nhận Ảnh giơ hai tay lên, đón lấy vũ khí của đám vượn yêu và đi về phía Bạch Viên Vương. Ngươi... Lý Thanh Sơn kinh ngạc. Bây giờ nàng cũng chẳng mạnh hơn người phàm là bao, nhưng suy nghĩ lại thì hắn liền hiểu ra ý định của nàng. Tuy là một nước đi mạo hiểm, nhưng vẫn là một nước cờ hay. Nếu thành công sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Những con vượn yêu bình thường đó vẫn chưa rũ bỏ được thú tính trong người. Cho dù bạn có xinh đẹp đến đâu, vũ khí trong tay cũng đang đón chào Cố Nhận Ảnh. Để nàng tới đây, Bạch Viên Vương nói. Cố Nhận Ảnh này là mỹ nhân hiếm có thể mang về động tiên rồi từ từ hưởng thụ. Cố Nhận Ảnh vượt qua đao kiếm và bước đi trên đống đổ nát do trận lở đất để lại một cách vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi của nàng đều phải kiểm tra địa hình cẩn thận để tránh rơi vào một cái bẫy đen đùi nào đó một lần nữa. Bạch Viên Vương nhìn nàng, sau đó đánh tan tia nghi ngờ cuối cùng. Võ công quần nàng yếu hơn lúc đầu hắn tưởng tượng, thận trọng đến nỗi gần như sợ hãi. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước nhưng lại có chút mờ mờ, rõ ràng là nhìn không rõ. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn toát ra một phong thái duyên dáng và thu hút sự chú ý của hắn. Cuối cùng sau khi đến được trước mặt Bạch Viên Vương thì Cố Nhận Ảnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng lại lùi lại một bước và ngã về phía trước. Bạch Viên Vương duỗi cánh tay vượn của mình ra. Thuận theo tình thế thì Cố Nhận Ảnh đã nắm lấy móng vuốt vượn đầy lông của hắn. Từ đầu đến cuối nàng không hề lộ ra vẻ thù địch, kể cả là vào thời điểm này. Người... Bạch Viên Vương như bị sét đánh, có một sự đau đớn không cách nào tưởng tượng được và rất khó dùng lời để diễn tả. Nó vồ lấy tâm hồn hắn, giống như đang ở trong địa ngục. Khuôn mặt tươi cười của Cố Nhận Ảnh dần mờ đi trong bóng tối. Bên tai chỉ có tiếng gió rít, nhưng lại nóng không gì sánh bằng, cuộn tròn khắp cơ thể và rơi xuống đất. Sáu đạo luân hồi không nơi đâu là không có, và đau khổ của địa ngục theo khắp mọi nơi. Đây là khả năng duy nhất còn lại của Cố Nhạn Ảnh. Đám vượn yêu vừa ngạc nhiên vừa tức giận, chu lên một hồi rồi lao về phía Cố Nhạn Ảnh. Một vòng đao cương quét ngang 10 thước, tuyết trắng tung bay đầy trời. Máu bắn tung tóe, xương thịt bay tứ tung, nhuộm đỏ mặt đất trắng như tuyết. Âm thanh gào thét chỉ vang lên một chút rồi lại yên tĩnh trở lại.
Lý Thanh Sơn cầm một thanh trường đao màu vàng trong tay, không phải là mặt lộ cuồng hoa đao mà là đồ long bảo đao. Đây lửa trường đao chỉ hiện lên chốc lát rồi lại biến mất tăm. Thật là kỳ quái, mặc dù mình không tiếc sức mạnh để đem đao cương ngưng tụ lên đến cực điểm, nhưng cũng không ngờ uy lực của nó lại lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm trong đầu, xem ra bí ẩn về kích thước thế giới không chỉ là sự khác biệt về sự liên tục của thời gian, mà còn là sự khác biệt về độ loáng của không khí. Điều này cần phải nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Hắn lướt qua đống hoang tàn đổ nát dưới chân và đi tới bên cạnh Cố Nhạn Ảnh, thuận tay rút thanh kiếm lớn sau lưng Bạch Viên Vương ra. Khí lạnh dày đặc hất thẳng vào mặt, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng chỉ là một vũ khí bình thường, thậm chí có lẽ nó cũng chẳng phải là thứ gì đó cao cấp, chứ đừng nói đến trí tuệ trong đó. Nhưng mà chất liệu cũng không tồi, trên thanh kiếm lại có khắc hai chữ chân cương. Hai tay hắn nắm lấy chuôi kiếm rất chật vật để có thể nâng thanh đại kiếm lên, dùng lực chém nó vào cổ của Bạch Viên Vương. Với một tiếng keng giống như sự va chạm của kim loại, thanh đại kiếm bị bật ra, chỉ để lại một vết trắng trên cổ của Bạch Viên Vương. Quả nhiên không hổ danh là Bạch Viên Vương, Lý Thanh Sơn cười nói. Bạch Viên Vương mặc dù chỉ là trong núi không có hổ nên khỉ xưng vương, nhưng hắn cũng là một trong những người có sức mạnh hàng đầu của thế giới này. Nếu không phải bị Cố Nhạn Ảnh khắc chế thì e cũng là phải mất rất nhiều công sức. Bạch Viên Vương đột nhiên ngẩng đầu dậy. Vào thời khắc mấu chốt này thì cuối cùng hắn đã khôi phục lại sự tinh thần từ trong sự đau đớn, nhưng lại thấy toàn bộ thuộc hạ đã chết hết, máu tươi vương vãi khắp mặt đất, ngay cả bản thân cũng rơi vào trong tay kẻ địch. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự hung dữ. Vẻ mặt như vậy đủ để khiến bất cứ ai trên thế giới này đều phải khiếp sợ. Nhưng đáng tiếc, người trước mặt lại không phải là người của thế giới này. Ý chí quả là không tồi, Cố Nhạn Ảnh gật đầu. Linh khí của thế giới nhỏ bé này mỏng manh như vậy, muốn tu luyện đến trình độ này quả thực không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ là chịu sự hạn chế của thế giới, còn tâm tính thì không tồi. Nhưng nàng cũng không quá lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn trải qua sự tra tấn của địa ngục, chắc chắn không thể thích ứng nhanh chỉ trong chốc lát được. Hả? Lý Thanh Sơn phản ứng lại, hắn dùng sức vung mạnh thanh chân cương, cảm thấy sức mạnh của Ngưu Ma trên cơ thể đã bị giảm sút đến mức một thanh kiếm lớn cũng khó có thể tùy ý sử dụng. Hả? Ngươi đừng chém hắn, chỉ bằng kêu gọi hắn đầu hàng đi. Nếu như có vị Bạch Viên Vương bằng hữu này trợ giúp thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Cố Nhạn Ảnh nói. Đừng lãng phí tâm tư vào chuyện này, hắn không phải là một tên tiểu yêu mà đường đường là một yêu vương, chắc chắn hắn sẽ không đầu hàng. Mà cho dù có đầu hàng thì hắn sẽ trả thù bất cứ lúc nào có thể. Quá phiền phức, để ta chém chết hắn đi. Đợi đã, đừng làm hỏng lớp lông ngoài, để ta làm cho, Cố Nhạn Ảnh dùng ngón tay vén lông của Côn Bằng. Bạch Viên Vương nổi cơn thịnh nộ vì bản thân bị đối xử như một con dã thú bình thường. Linh khí xung quanh tràn vào, năng lượng quái vật đột nhiên dâng trào, trong cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách, như thể hắn đang sắp đột phá. Một tia gió lạnh lẽo chợt xẹt qua cổ họng, máu tươi phun ra. Không đúng, lẽ ra mình nên nhìn ra sự bất thường của bọn họ từ lâu rồi. Hai người bình thường sao có thể tiến sâu vào biên giới phía bắc như vậy? Sao lại có phong thái như vậy chứ? Người đàn ông đó mạnh hơn gấp trăm lần so với những đối thủ mà từ trước đến nay mình gặp, nhưng lại không có nhiều sự thù địch. Tại sao mình lại hành động không cẩn thận mà lại muốn giết hắn? Chẳng lẽ là vậy sao? Hồi tưởng lúc cận kề cái chết khiến hắn sáng tỏ và hiểu ra nhiều chuyện, nhưng lại sinh ra nhiều nghi hoặc. Hơi lạnh dọc theo máu tươi chuyển đến miệng vết thương rồi lan tràn ra toàn bộ cơ thể. Dù sao hắn cũng chỉ là một con vượn yêu không qua khỏi kiếp nạn, không thể có được sức sống mạnh mẽ như những yêu tướng yêu soái bình thường được. Nhưng hắn lại chết không nhắm mắt trong sự máu me đó, và chỉ trong chốc lát đã bị tuyết dày bao phủ. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc không phải do hắn phải chết. Cho dù là lúc nào ở đâu, chết trận đều không phải là chuyện đáng tiếc, mà điều thực sự đáng tiếc là không biết chết vì lý do gì. Rõ ràng là chỉ yếu hèn như vậy, nhưng lại cho mình là mạnh mẽ, tùy ý ức hiếp người khác. Chết như vậy không chỉ đáng buồn mà còn đáng xấu hổ. Hắn một lần nữa nhắc nhở bản thân. Lý Thanh Sơn, ngươi bây giờ chẳng là gì cả. Bác Nguyệt Yêu Vương cũng chẳng mạnh hơn Bạch Viên Vương bao nhiêu. Hãy quang minh chính đại tiến về phía trước. Cố Nhạn Ảnh lấy ra một viên yêu đan màu vàng từ trong bụng con vượn rồi đưa cho Lý Thanh Sơn. Xem liệu ăn cái này ngươi có thể phục hồi được chút sức mạnh không? Còn ba viên nữa ở đó,
Thật khó để di chuyển cơ thể của phàm trần này. Ngươi không thể tiếp tục tiêu thụ sức mạnh của mình được. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 204 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.